Nevertheless là dự án đánh dấu màn tái xuất của Han So-hee sau thế giới hôn nhân. Dù bộ phim mới chỉ lên sóng với những tập đầu tiên, nhưng nữ chính Han So-hee liên tục trở thành tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội. Với khuôn mặt xinh đẹp và có phong thái giống đàn chị Song Hye-kyo, cô nàng nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc xứ sở kim chi với nickname kiểu Song Hye-kyo. Các bạn liệu đã từng nghe đến cái tên Han So-hee này chưa nhỉ? Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Ten Asia tìm hiểu về đời tư và sự nghiệp của cô nàng này nhé. 1. Tiểu sử. Han So-hee sinh ngày 18 tháng 11 năm 1994 là diễn viên người mẫu đang lên tại Hàn Quốc. Cô được mệnh danh là bản sao của Song Hye-kyo vì có nhiều điểm tương đồng với nhan sắc. Han So-hee không chỉ sở hữu vẻ đẹp mong manh, hình thể thu hút mà ngay cả vẻ ngoài trước kia của nữ diễn viên, dù có nổi loạn và ăn chơi đi nữa thì cũng được dân tình xứ Hàn vô cùng yêu thích. Nhan sắc vừa thuần khiết, vừa quyến rũ, vừa lạnh lùng, vừa nổi loạn của Han So-hee được khen ngợi hết lời. Đặc biệt, không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, khí chất ngút ngàn, mỹ nhân sinh năm 1994, còn sở hữu cả body quyến rũ, nảy nở, sexy. Tuy dáng người nhỏ và mảnh mai, nhưng nữ diễn viên lại không ít lần khiến công chúng phải mắt tròn mắt dẹt trong vòng một nóng bỏng cùng vòng eo con kiến cực phẩm. Body đồng hồ cát của Han So-hee đã trở thành ước mơ của mọi cô gái. 2. Sự nghiệp. Han So-hee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá là muộn so với những người bạn nổi tiếng đồng trang lứa. Sau nhập làng giải trí vào năm 2017, ở độ tuổi 23, cô tham gia Reunited Worlds Thế giới hợp nhất với một vai rất là nhỏ, đó là phóng viên thời trang Lee Seo-won. Reunited Worlds không phải là một tác phẩm thành công, nhưng Han So-hee cũng ít nhiều để lại ấn tượng nhờ nhan sắc nổi trội bậc nhất trong dàn diễn viên. Nhưng ngay sau đó, bên màn đã mỉm cười với Han So-hee khi ngay vai diễn thứ hai trong sự nghiệp của cô đã được góp mặt trong Money Flower, Hoa Tiền, một tác phẩm được đánh giá rất là cao của NBC, ghi nhận vượt mức rating 20%. Và vai người tình bí mật của Jang Bo-chun do Jang Seong-jo thủ vai, Han So-hee ghi điểm nhiều nét đẹp sắc sảo và khả năng diễn xuất tương đối thuyết phục. Vai diễn mang về cho Han So-hee đề cử nữ diễn viên mới xuất sắc tại NBC Drama Awards, đề cử đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Đặc biệt là chính ở thời điểm này, cái tên Han So-hee bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn hơn khi nhiều người cho rằng cô sở hữu nhan sắc hao hao nữ thần hàng đầu Song Hye-kyo. Những biệt danh như là kiểu Song Hye-kyo, bản sao sinh năm 1994 của Song Hye-kyo bắt đầu gắn liền với cô trên khắp các mặt báo. Năm 2018, Han So-hee tiếp tục đảm nhận vai nữ phụ trong bộ phim 100 Days My Prince, Lăng Quân Trăm Ngày, hợp tác cùng Do Kyung-soo, Dio và Nam Ji-hyun. Lại một lần nữa, nữ diễn viên khiến công chúng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mê hồn của mình. Nhan sắc của cô còn lấn át luôn cả nữ chính, mà diễn xuất chân thật từ ánh mắt đến biểu cảm của Han So-hee cũng rất được khán giả tán thưởng. Trong phim, cô vào vai Kim So-hee, vợ chính thức của nam chính Lee Yu do Dio thủ vai nhưng lại bị chính lang quân của mình lạnh nhạt do đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị cưỡng ép. Cô đem lòng yêu sát thủ Mu Yeon do Kim Jae-young đảm nhận, nhưng cha cô lại chính là người đã hại chết cha anh. Câu chuyện đau khổ và phức tạp của nhân vật này đã chiếm nhiều cảm tình của khán giả bên cạnh tuyến tình cảm của đôi nhân vật chính. Bộ phim bất ngờ thành công, trở thành một trong những bộ phim sở hữu rating cao nhất lịch sử đài cáp và giúp nâng cao danh tiếng của dàn diễn viên trẻ, trong đó có Han So-hee. Đầu năm 2019, Han So-hee tiếp tục tham gia bộ phim Abyss – Viên đá ma thuật, hợp tác cùng bộ đôi Ah Hyo-sop và Park Bo-young. Abyss là câu chuyện hồi sinh thần kỳ của hai nhân vật Go Se-yeon và Cha-min. Cả hai vốn dĩ đã chết nhưng bất ngờ được sống lại một diện mạo hoàn toàn mới nhờ vào viên đá cẩm thạch bí ẩn tên là Abyss. Không chỉ về bề ngoài mà cả cuộc sống của họ bỗng chốc thay đổi đến kỳ lạ, khiến cả hai phải bắt tay vào việc tìm hiểu sự thật về viên đá. Trong phim, Han So-hee thủ vai Hee-jin, vị hôn thê xinh đẹp cá tính của nam chính nhưng lại biến mất ngay trước đám cưới chỉ vì chê chú rể quá là xấu. Sau này, Cha-min sống quay trở về với diện mạo mới cực bảnh bao và trái tim của anh hẳn nhiên là thuộc về nữ chính. Còn nhân vật Hee-jin của cô cũng phải trải qua không ít lần ăn hành đáng nhớ. Tuy nhiên, Abyss không tránh khỏi sự dập khuôn thường thấy trong phim Hàn. Lối diễn biến dài dòng, lạm dụng những cảnh hồi tưởng hay là việc hẹn hò được kéo dài một cách không cần thiết. Nhưng dù viên đá ma thuật không nhận được đánh giá cao và nhận về nhiều lời chê bai, thì Han So-hee vẫn không nản lòng và tiếp tục đi tìm kiếm cơ hội mới. Và quả thật, vai diễn tiểu tam quyến rũ trong phim 19 cộng gây sốt màn ảnh nhỏ The World of the Married, Thế giới hôn nhân, đã khiến Han So-hee trở thành cái tên tuổi được truyền thông, nhãn hàng và các nhà làm phim săn đón. Thế giới hôn nhân gây sốt nhờ khai thác chuyện ngoại tình kịch tính với cực nhiều drama thượng hạng. Đối lập với một nữ chính già dặn vừa bị chồng phản bội thì chính là cô nhân tình trẻ quyến rũ và chớ chẽn Yeo Da-kyung do Han So-hee thủ vai. Sinh ra trong một gia đình giàu có, Da-kyung có một cuộc sống xa hoa, không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì. Dù xinh đẹp, trẻ trung, song cô lại có quan hệ tình cảm với Lee Tae-ho do Park Hae-jun thủ vai, một người đàn ông đã kết hôn. Thái độ của Da-kyung sống chết bảo vệ tình yêu của mình, dù cô thừa hiểu đó là một mối quan hệ sai trái khiến khán giả không khỏi bức xúc.
Cô nhiều lúc khiến khán giả điên tiết vì diễn khá đạt vai diễn người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác mà không biết xấu hổ, sẵn sàng bóng gió đối mặt với bà cả. Dù vậy, khi nói về vai diễn, Han So-hee cho biết cô cảm thấy vui vì bản thân đã nhập tâm hoàn toàn vào vai Da Kyung, bất chấp sự bất lực vì nhiều khi không thể hiểu nổi nhân vật của mình. Và nhan sắc của Han So-hee lần này cũng không ngoại lệ, tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dù chỉ đóng vai phụ vào danh sách phim chỉ đếm trên đầu ngón tay, Thế giới hôn nhân đã là tác phẩm thứ 3 Han So-hee góp mặt đạt được những thành tích đáng nể, đủ để chứng minh nữ diễn viên trẻ này có mắt nhìn kịch bản khá là tốt và không ngại thử thách bản thân bằng việc gắn mình vào những hình tượng nhân vật dễ bị chỉ trích. Và gần đây nhất, Han So-hee tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội khi tái xuất màn ảnh nhỏ cùng bộ phim 19 cộng Nevertheless, Dẫu Biết, đóng cùng với Song Kang. Phim chuyển thể từ bộ webtoon A Girl Is A Man của Jung Seo xoay quanh mối quan hệ giữa Yoonabi và Park Jae-eun. Yoonabi do Han So-hee thủ vai là một cô gái không quá tin tưởng vào tình yêu, còn Park Jae-eun do Song Kang thể hiện là một chàng trai chỉ thích giai đoạn tán tỉnh. Chính sự đối lập này đã tạo nên một nhân duyên của cả hai và hình thành mối quan hệ đầy bí ẩn. Khác hẳn với hình ảnh trong bộ phim trước, Han So-hee của Nevertheless là một cô gái ngoan hiền và có chút rụt rè và thu mình với mọi người. Bộ phim hiện tại vẫn đang được lên sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh GTVC và thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi phim Hàn. 3. Đời tư. Trước khi chuyển vai trò là diễn viên, Tiểu Sung Hye Kyo còn là một người mẫu ảnh trên mạng, sau đó được mời đóng quảng cáo hay là góp mặt trong các MV ca nhạc của các idol nổi tiếng như là Shiny, Jung Hyung Hwa, Roy Kim. Ngoài đời, Han So-hee có phong cách ăn mặc khá là đơn giản, thoải mái nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp nổi bật của cô nàng. Cô thường được biết đến với nét đẹp dịu dàng, mong manh và phong cách nữ tính nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ. Phong cách ngọt ngào này cũng là lý do khiến nhiều người liên tục liên tưởng cô với đàn chị nổi tiếng Song Hye Kyo. Tuy nhiên, sau khi gây chú ý nhiều vai diễn trong Thế giới hôn nhân, cư dân mạng đã nhanh chóng đào lại những hình ảnh cũ của cô và không khỏi bất ngờ trước những khoảnh khắc mang phong cách nổi loạn, từ hình xăm đến thuốc lá đến những cách tạo dáng khác lạ. Bất ngờ hơn cả, cư dân mạng xứ Hàn không chỉ trích mạnh mẽ nữ diễn viên mà còn dành lời khen ngợi cho Han So-hee đã vô tư thể hiện cá tính của mình chứ không hề giấu giếm. Một số còn cho rằng cô rất ngầu, phần đông thì không khỏi cảm thán bản thân cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể ghét nổi vì cô ấy đẹp quá. Những hình ảnh ngày ấy cho thấy rằng dù thời gian có trôi nhanh hay là chậm thì cũng chứng thực một điều rằng Han So-hee vốn xinh đẹp tự nhiên ngay từ khi còn trẻ. Sau hơn 3 năm bước chân vào nghề, mỹ nhân xinh đẹp Han So-hee thực sự đã gây dựng được tên tuổi và hiện là gương mặt yêu thích không chỉ ở Hàn Quốc. Với tài năng và nhan sắc của mình, Ten Asia tin rằng Han So-hee sẽ là cái tên còn tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Các bạn nào ở đây là fan của cô nàng xinh đẹp này không nhỉ? Hãy comment xuống phía dưới cho chúng mình biết với nhé! Và cũng đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ten Asia để đón chờ những sản phẩm mới nhất của chúng mình nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!